Công ty du lịch Đại Đông Á Group là một trong những đơn vị lữ hành chuyên tổ chức các tour du lịch nội địa. Năm 2024, công ty tập trung tổ chức cho khách hàng đi các điểm du lịch nổi tiếng trong nước. Đến thời điểm này, lượng khách đặt tour tăng 10% so với năm 2023. Kinh phí tổ chức tour không tăng. Công ty còn cho ghép tour những khách lẻ với các đoàn để tạo điều kiện cho các gia đình hay cá nhân vẫn có thể tham gia du lịch trải nghiệm xa. Đối với công ty Đại Đông Á, chúng tôi thì luôn luôn cam kết thứ nhất là đồng hành cùng với khách hàng trong cái chuyến du lịch tham quan đấy, và điểm thứ hai là khi chúng tôi thiết kế các chương trình ra thì chúng tôi phải đi khảo sát trước, sau đấy là tùy theo cái nhu cầu của khách hàng mà chúng tôi tư vấn để làm sao cho cái khách hàng có một cái chuyến du lịch trải nghiệm phong phú và đa dạng và để lại ấn tượng trong cái hành trình đi nghỉ dưỡng của mình. Công ty Vietjet Tour có kinh nghiệm trên 20 năm tổ chức các tour du lịch quốc tế. Cùng với việc tổ chức các tour trong nước, công ty tổ chức cho khách hàng đi các nước như châu Âu, châu Á, châu Phi theo mùa trong năm. Để tạo điều kiện cho khách hàng, công ty đã cắt giảm các chi phí và thời gian làm thủ tục bay cho khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ phòng ở, suất ăn nhưng không tăng thêm chi phí. Các cái thị trường nội địa ấy, thì lâu nay là thường là khách hàng cũng đã đi rất là nhiều rồi, cho nên là bao giờ người ta cũng có xu thế là lựa chọn những cái tuyến điểm mới. Thực ra du lịch vừa là khám phá, vừa là trải nghiệm, cũng vừa là để tìm hiểu văn hóa, ẩm thực. Chính vì vậy cho nên là giữa cái xu thế như hiện nay thì cái việc mà lựa chọn những cái tour đi quốc tế ấy, nó cũng là một trong những cái xu hướng rất phù hợp. Theo đánh giá của các công ty lữ hành, năm 2024, lượng khách đi du lịch tăng hơn năm trước từ 10 đến 20%. Nhu cầu du lịch cũng có sự thay đổi đáng kể. Trước kia, phần đông khách hàng chọn các tour nội địa vì chi phí rẻ. Nhưng năm nay, giá máy bay nội địa tăng cao nên nhiều khách chọn các tour nước ngoài như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Úc, Nhật với chi phí gần tương đương các tour trong nước. Bên cạnh đó, thị trường du lịch nội địa cũng đang được các công ty du lịch đẩy mạnh khai thác các tour tại thành phố Thanh Hóa và các tỉnh như du thuyền Sông Mã, Xoay Cá Cẩm Lương, Thành Nhà Hồ, Bến En, Sầm Sơn. Chúng tôi luôn tìm kiếm những cái dịch vụ tốt nhất, phù hợp nhất đối với khách hàng và trong cái tầm giá mà khách hàng có thể chi trả được, để làm sao đó khách hàng có thể sử dụng được các dịch vụ du lịch tốt nhất mà giá thành hợp lý nhất. Hơn nữa là đối với du lịch Thanh Hóa năm nay thì chúng tôi đang đẩy mạnh cái công tác đón khách về thành phố Thanh Hóa với những cái mục tiêu đặc trưng, đó là giới thiệu cho khách hàng ở các bạn tỉnh thành khác để làm sao đó kích cầu cái nguồn khách ở các tỉnh thành khác về sử dụng nhu cầu du lịch ở Thanh Hóa nhằm quảng bá hình ảnh du lịch của thành phố Thanh Hóa. Có thể nói sự phát triển của ngành du lịch là tín hiệu đáng mừng cho thành phố và tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, để các doanh nghiệp lữ hành thu hút được nhu cầu khách du lịch, tạo nguồn thu cho tỉnh và thành phố, không để dòng tiền chảy ra mà ít chảy về, thì việc khai thác các điểm du lịch nội địa cần phối hợp tổ chức bằng nhiều hình thức để quảng bá hình ảnh du lịch sinh thái của các địa phương, gắn với du lịch biển và du lịch tâm linh trong tỉnh, sẽ tạo cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị, thu hút được du khách đến với vùng đất xứ Thanh nhiều hơn.